Thưa quý vị, đầu tháng 9 vừa qua, Ấn Độ đã vượt Brazil về số ca mắc bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Và từ đó đến nay, quốc gia này vẫn là ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, với số ca mắc mới lên đến hàng nghìn, thậm chí có thời điểm lên tới hàng chục nghìn người mỗi ngày. Trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp ngay sau đây để có cái nhìn khái quát về tình hình đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, nước này ghi nhận tổng cộng trên 6,6 triệu ca mắc COVID-19. Ấn Độ còn có tỷ lệ gia tăng các ca nhiễm trùng hàng ngày cao nhất trên thế giới. Số người thiệt mạng tại Ấn Độ do virus SARS-CoV-2 đã tăng lên hơn 100.000 người, là quốc gia thứ 3 trên thế giới đạt cột mốc ảm đạm đó sau Mỹ và Brazil và không có dấu hiệu giảm bớt. Đã có hơn 100.000 người chết ở Ấn Độ kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra trong 8 tháng qua. Đó là một con số rất lớn và tất cả chúng ta nên hết sức cẩn thận. Chúng ta nên tuân thủ giãn cách xã hội, giữ vệ sinh tay. Việc sử dụng khẩu trang và nước rửa tay đã giảm đáng kể. Thậm chí khi bạn gọi cho ai đó, có nhạc chuông về việc sử dụng khẩu trang, nước rửa tay và giãn cách xã hội, nhưng mọi người chỉ nghe rồi bỏ qua nó. Ngay cả trong bệnh viện, người dân đến đây cũng không đeo khẩu trang. Chúng tôi đã nhắc nhở họ dùng khẩu trang, nhưng họ lại tháo khẩu trang hết lần này đến lần khác. Tôi tin rằng Ấn Độ, đất nước với mật độ dân số dày đặc, đang phải đối mặt với những con số nghiệt ngã liên quan tới COVID-19. Tuy nhiên, chúng ta thực sự cần quan tâm đến sức khỏe của mình. Chúng ta nên đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát khuẩn tay. Thay vì lo sợ căn bệnh này, chúng ta nên chiến đấu với nó. Mọi người đều lo sợ cho cuộc sống và gia đình của mình. Chúng tôi đã ở nhà gần 4 đến 6 tháng nay. Chúng tôi không thể làm vậy nữa vì còn phải kiếm sống. Chúng ta phải tìm cách sống chung với virus một cách an toàn. Các chuyên gia y tế cho biết, khi bước vào mùa đông và kỳ nghỉ lễ, bao gồm lễ hội Diwali của người Hindu vào tháng tới, quốc gia đông dân thứ hai thế giới có thể sẽ chứng kiến một sự gia tăng về số ca mắc bệnh. Giáo sư thống kê sinh học và dịch tễ học Brahma Mukherjee tại Đại học Michigan cho biết, chúng tôi đã thấy sự chậm lại gần đây của đường cong virus, nhưng đây có thể là đỉnh cục bộ, có thể sẽ có một đợt khác sắp tới. Dữ liệu cho thấy hơn 7% dân số 1,3 tỷ người ở Ấn Độ đã bị phơi nhiễm với virus, có nghĩa là Ấn Độ vẫn chưa có bất kỳ loại miễn dịch cộng đồng nào. Số trường hợp này có thể tăng lên 12,2 triệu vào cuối năm nay, nhưng tốc độ lây lan sẽ phụ thuộc vào mức độ hiệu quả của các biện pháp như giãn cách xã hội. Để có những thông tin chính thống nhất về tình hình đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ, cũng như những nỗ lực của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi nhằm kiểm soát dịch bệnh, chúng tôi hân hạnh có cuộc trò chuyện với ông Pranay Verma, đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. Trước hết, xin cảm ơn đại sứ đã dành thời gian đến với VITV ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều vì đã mời tôi. Thưa đại sứ, được biết Ấn Độ hiện có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ hai trên thế giới. Đại sứ có thể chia sẻ thông tin về tình hình thực tế của đại dịch này tại Ấn Độ được không ạ? Tất nhiên rồi. Tính đến ngày hôm qua thì chúng tôi có khoảng 6,7 triệu người dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ khi đại dịch này bùng phát. Chúng ta cần phải nhìn nhận con số này dưới một góc nhìn đúng, bởi vì Ấn Độ là quốc gia có tới 1,3 tỷ dân. Do đó, chỉ có một phần nhỏ của dân số nước tôi thôi cũng có thể là một con số vô cùng lớn. Chính vì vậy, tôi nghĩ con số 6,7 triệu ca bệnh này cần được nhìn nhận dưới góc độ như vậy. Mặc dù chúng tôi có 6,7 triệu ca dương tính với COVID-19, nhưng chúng tôi cũng đã có 5,2 triệu ca hồi phục hoàn toàn. Nếu bạn nhìn vào số ca hồi phục của chúng tôi hiện nay, thì nó là hơn 83%, thuộc những nước có số ca hồi phục đứng đầu thế giới. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại nước tôi đã giảm xuống chỉ còn 1,57%. Tỷ lệ tử vong trung bình trên toàn cầu là 3%. Nếu bạn nhìn vào số ca tử vong trên 1 triệu người, thì Ấn Độ chỉ có 17-17,1 ca tử vong trên 1 triệu người, chỉ bằng một nửa con số trung bình trên toàn thế giới, và thấp hơn rất nhiều so với hai nước đứng đầu về số ca mắc hiện nay là Mỹ và Brazil. Đây là những quốc gia có số ca mắc COVID-19 ghi nhận ở mức hơn 600 trên 1 triệu người. Do đó, đây mới là góc nhìn đúng đắn về tình hình COVID-19 tại nước chúng tôi hiện nay, khi chúng tôi là một quốc gia với dân số rất lớn và số ca mắc hiện chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Một điều tố nữa cũng ảnh hưởng tới số ca mắc COVID-19 tại đất nước tôi, đó là việc chúng tôi tiến hành xét nghiệm trên phạm vi vô cùng lớn. Để bạn hiểu rõ hơn, thì chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm đối với hơn 74 triệu người, và mỗi ngày chúng tôi đều tiến hành xét nghiệm đối với hơn 1 triệu người. Việc tiến hành xét nghiệm trên diện rộng này cũng ảnh hưởng tới tổng số ca mắc COVID-19 tại nước tôi.
Đây là bức tranh toàn cảnh của tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ và cũng là góc nhìn đúng đắn cho con số 6,7 triệu ca mắc bệnh. Đồng thời, mọi người cũng nên nhớ rằng đã có 5,7 triệu ca hồi phục hoàn toàn. Đối tượng nào chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch, thưa đại sứ? Có thể nói rằng đại dịch lần này không phân biệt người giàu, người nghèo hay khu vực này với khu vực khác. Tuy nhiên, rõ ràng là những người dễ bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch là những người nghèo, những người ở tầng lớp thấp hơn trong xã hội Ấn Độ. Hiện tại ở Ấn Độ, chúng tôi đang tập trung vào việc giải quyết các tác động của đại dịch. Về vấn đề ngăn chặn đà lây lan của đại dịch, chúng tôi đảm bảo việc dịch bệnh sẽ không lây lan tới các vùng ngoại ô, nơi nhiều người dân sinh sống cách xa thành phố. Về tình hình đại dịch hiện nay, nếu bạn nhìn vào tổng số thành phố ở Ấn Độ, cụ thể là hơn 700 thành phố, thì chỉ có khoảng 60 thành phố trong số đó ghi nhận số ca nhiễm bệnh ở mức cao. Hiện tại chúng đang tập trung vào việc kiểm soát dịch bệnh ở 60 thành phố này, trong bối cảnh nền kinh tế của chúng tôi đang mở cửa trở lại. Vậy còn nền kinh tế Ấn Độ thì sao, thưa đại sứ? Tình hình đại dịch ảnh hưởng như thế nào tới các hoạt động kinh tế của Ấn Độ? Đại dịch COVID-19 lần này là thứ chưa từng có tiền lệ đối với cả nhân loại. Đại dịch cuối cùng đã xảy ra hơn một thế hệ trước và không ai trong chúng ta có thể biết trước điều đó cả. Hiện nay thì đại dịch này đã lan rộng ra khắp thế giới, không ngoại trừ một quốc gia nào và rõ ràng là trong đó có cả Ấn Độ. Đã có sự gián đoạn trong hoạt động sản xuất, tiêu dùng và điều đó đã gây ảnh hưởng tới nền kinh tế của Ấn Độ. Nếu bạn nhìn vào những biện pháp đối phó đầu tiên của chúng tôi, thì chúng tôi đã có 2 tháng thực hiện lệnh phong tỏa. Chúng tôi dừng mọi hoạt động để cố gắng kiểm soát đại dịch bằng biện pháp giãn cách xã hội. Và tất nhiên, những biện pháp này cũng gây ảnh hưởng tới nền kinh tế. Hiện tại, chúng tôi đã dần nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và nền kinh tế đã dần phục hồi. Do đó, tôi nghĩ rằng những ngày tháng tồi tệ nhất đã qua và chúng tôi đều hy vọng nền kinh tế sẽ dần ổn định và phục hồi theo hướng tích cực hơn. May mắn thay, một số ngành trọng điểm của nền kinh tế nước tôi vẫn được duy trì sự ổn định, có thể kể đến như ngành sản xuất lương thực. Đây là điều rất khả quan, nền nông nghiệp và người nông dân đều vẫn đang tiếp tục hoạt động sản xuất và điều đó giúp cho nền kinh tế của chúng tôi vẫn đứng vững để chống lại những tác động của đại dịch. Cảm ơn đại sứ, chúng ta sẽ trở lại sau ít phút. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính phủ Ấn Độ cũng như chính quyền các bang đã có những biện pháp gì để đối phó với tình hình? Mời quý vị đến với phần tổng hợp sau. Để đối phó với dịch bệnh COVID-19, Ấn Độ đã tiến hành đợt phong tỏa cứng rắn trên toàn quốc vào tháng 3, buộc hàng triệu người dân phải ở trong nhà nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Quyết định này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế quốc gia và khiến hàng triệu lao động dịch cư mất việc, không có nguồn thu nhập, dẫn tới làm khắc sâu thêm tình trạng đói nghèo. Ấn Độ cũng đã cho tăng cường xét nghiệm toàn dân và chủ yếu hoạt động này diễn ra vào tháng 9. Song tính trung bình, tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 ở Ấn Độ vẫn khá thấp so với thế giới. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, nước này đặt mục tiêu nhận được tới 500 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm chủng cho khoảng 250 triệu người vào tháng 7 năm 2021. Nền kinh tế Ấn Độ đã giảm kỷ lục 23,9% trong quý đầu tiên của giai đoạn 2020-2021 do việc đóng cửa toàn quốc kéo dài 2 tháng khiến tất cả các hoạt động kinh tế đình trệ. Trong cả năm tài chính, hầu hết các nhà kinh tế dự báo nền kinh tế Ấn Độ sẽ giảm hơn 10%. Trước sức ép kinh tế, chính phủ Ấn Độ quyết định gỡ bỏ một số hạn chế dù số ca mắc COVID-19 vẫn tăng. Tới đầu tháng 9, hệ thống tàu điện ngầm của Ấn Độ đã lần đầu tiên được hoạt động trở lại sau 5 tháng. Còn từ ngày 21 tháng 9, hoạt động tụ tập trên 100 người được cho phép tiến hành ở các khu thể thao, vui chơi giải trí, văn hóa, tôn giáo và chính trị tại những khu vực nằm ngoài điểm nóng COVID-19. Các rạp chiếu phim đã được phép mở cửa trở lại với 1/2 công suất trong tuần này. Chúng tôi tiến hành khử trùng và kiểm tra nhiệt độ của tất cả mọi người tới xem phim ở lối vào. Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn để không ai phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào. Chính phủ đã đưa ra hướng dẫn mở cửa sau 7 tháng. Sau đó, chính quyền tiểu bang đưa ra hướng dẫn riêng dựa trên chủ trương đó. Tình hình lương của nhân viên hiện không được tốt, nhưng chúng tôi đang cố gắng điều chỉnh. Trong khi đó, Bộ Tài chính Ấn Độ cảnh báo rằng sự lây lan kéo dài của dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ làm giảm tốc độ tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn. Tuy nhiên, những cải cách cơ cấu trên các lĩnh vực khác nhau sẽ củng cố các nền tảng cơ bản của nền kinh tế, hướng tới tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong dài hạn. Thưa đại sứ, chính phủ Ấn Độ đã có những biện pháp và kế hoạch gì để ứng phó với đại dịch COVID-19 ạ?
Về những biện pháp mà chính phủ Ấn Độ đã đưa ra để chống lại đại dịch lần này, có thể nói rằng nó được chia làm 3 lĩnh vực. Thứ nhất là việc cứu người, đây là lĩnh vực sức khỏe. Thứ hai là xử lý các tác động của đại dịch lên những người nghèo khó trong xã hội, đây là vấn đề về an sinh. Và thứ ba, tất nhiên là về phục hồi nền kinh tế, đưa nền kinh tế thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của đại dịch. Về lĩnh vực sức khỏe, chúng tôi đã có những biện pháp đối phó từ rất sớm và rất quyết liệt. Có thể kể đến như việc phong tỏa các cửa khẩu của đất nước ngay từ tháng 1, khi thế giới ghi nhận có ca nhiễm bệnh đầu tiên. Tiếp theo đó là việc thực hiện phong tỏa đất nước trong 2 tháng, là tháng 4 và tháng 5. Những biện pháp đó được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh từ sớm, và tôi có thể nói rằng 2 tháng phong tỏa đất nước đã cho chúng tôi thời gian để chuẩn bị đối phó với làn sóng dịch bệnh kế tiếp. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt hơn nhờ khoảng thời gian 2 tháng đó. Về cơ sở vật chất dành cho y tế, chúng tôi đã có sự bổ sung rất lớn về số lượng. Bệnh viện lớn nhất thế giới để ứng phó với đại dịch COVID-19 hiện nay nằm ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ với hơn 10.000 giường bệnh. Hiện tại chúng tôi có hơn 70.000 trang thiết bị y tế chuyên biệt để đối phó với virus SARS-CoV-2 và gần 2 triệu giường bệnh cho các bệnh nhân cần được cách ly. Một điều nữa mà chúng tôi làm để có thể kiểm soát được dịch bệnh đó là chúng tôi tăng mạnh nguồn cung y tế. Đã có thời điểm chúng tôi không thể sản xuất bất cứ sản phẩm y tế quan trọng nào trong số này, ví dụ như đồ bảo hộ PP kits hay là khẩu trang 95. Đó là thời điểm đại dịch bùng phát hồi tháng 1 năm nay. Hiện tại thì chúng tôi không chỉ sản xuất các trang thiết bị này với số lượng lớn, mà thậm chí chúng tôi còn có thể xuất khẩu các loại trang thiết bị này. Chúng tôi hiện có thể sản xuất gần 500.000 bộ PP kits trong một ngày, và chúng tôi đang là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới sản xuất bộ thử này. Đối với khẩu trang 95 cũng như vậy, chúng tôi hiện có thể sản xuất khoảng 300.000 khẩu trang mỗi ngày. Như vậy, đã có sự gia tăng đáng kể đối với các loại trang thiết bị y tế, như tôi đã nói với bạn trước đó về khả năng thực hiện xét nghiệm của chúng tôi. Có thể nói rằng, chúng tôi là quốc gia thực hiện nhiều xét nghiệm COVID-19 nhất trên thế giới hiện nay. Và bên cạnh đó, nhờ việc chúng tôi đã có 5,2 triệu ca bệnh đã hồi phục, chúng tôi có được nền tảng trong việc làm thế nào để chống lại virus SARS-CoV-2. Hiện chúng tôi đã hiểu rõ về loại virus này hơn rất nhiều so với thời điểm tháng 1, tháng 2 đầu năm nay khi đại dịch bùng phát. Nhờ những ca bệnh hồi phục mà chúng tôi có một cơ sở dữ liệu lâm sàng và kinh nghiệm để hỗ trợ việc sản xuất vaccine chống COVID-19, cũng như tìm ra những cách khác để chữa bệnh, ví dụ như sử dụng phương pháp trị liệu huyết tương và rất nhiều các biện pháp khác mà chúng tôi đang áp dụng để có thể đối phó với đại dịch này. Về vấn đề an sinh xã hội, thì tôi có thể nói rằng chúng tôi đã tiến hành những biện pháp hoàn toàn mới để có thể đảm bảo rằng tác động của đại dịch này lên tầng lớp dễ tổn thương của xã hội, những người nghèo, những người lao động nhập cư được giữ ở mức thấp nhất có thể. Tôi có thể cho bạn một ví dụ, đó là hiện nay chúng tôi đang thực hiện một chương trình cung cấp lương thực thực phẩm lớn nhất thế giới để giúp những người này có thể chống chọi với đại dịch. Chúng tôi đã dành ra khoản tiền trị giá 20 tỷ đô la Mỹ cho chương trình này để giúp đỡ hơn 800 triệu người, cung cấp cho họ lương thực miễn phí. Số người này gấp 2 lần dân số EU và gấp 2,5 lần dân số của nước Mỹ. Tương tự như lương thực, chúng tôi cũng đã hỗ trợ tài chính cho những người nghèo trong đại dịch. Chúng tôi cũng đang thực hiện một chương trình hỗ trợ trị giá 25 tỷ đô la Mỹ với tên gọi chương trình phúc lợi của Thủ tướng. Trong đó, 6 tỷ đô la Mỹ được chuyển trực tiếp tới tài khoản ngân hàng của 300 triệu nông dân. Khoảng 12 tỷ đô la Mỹ được dùng để cho vay, phần lớn là các khoản vay mềm, dùng để hỗ trợ cộng đồng nông nghiệp. Đây là những biện pháp mà chúng tôi đã đưa ra để xử lý vấn đề về an sinh xã hội. Tiếp theo là vấn đề về khôi phục nền kinh tế, lĩnh vực thứ 3 trong số 3 lĩnh vực mà tôi đã nêu. Một lần nữa, tôi phải nói rằng chúng tôi đã thực hiện những biện pháp mang tính chuyển đổi rất lớn, và ngay thời điểm này, chúng tôi vẫn đang thực hiện nó. Chúng tôi tin rằng đại dịch lần này có thể là cơ hội đối với chúng tôi, và Ấn Độ sau khi đại dịch kết thúc sẽ lớn mạnh hơn trước đó. Tôi muốn nói đến tầm nhìn toàn cầu của Thủ tướng Modi, đó là tầm nhìn về toàn cầu hóa, lấy trọng tâm là con người. Đại dịch COVID-19 lần này đã dạy chúng tôi một điều rằng, dù nền kinh tế của bạn có phát triển mạnh mẽ như thế nào, nhưng nếu bạn không chăm sóc được cho sức khỏe của người dân, thì tất cả những sự phát triển kinh tế đó đều trở nên vô nghĩa. Do đó, đảm bảo sức khỏe của người dân là trọng tâm của phát triển kinh tế. Nói tóm lại, chính sách lấy con người làm trọng tâm của toàn cầu hóa của Thủ tướng Modi tập trung vào việc quan tâm tới sức khỏe con người. Đây là yếu tố đã bị xem nhẹ trong quá trình phát triển kinh tế hiện nay. Thủ tướng Modi cũng đã đưa ra chính sách với tên gọi Atmani Bharat Bharat. Đây là một từ Ấn Độ với ý nghĩa Ấn Độ tự cường, với mục đích biến Ấn Độ trở thành một quốc gia tự lực tự cường. Điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ tách mình ra khỏi phần còn lại của thế giới, mà ngược lại, chúng tôi sẽ tham gia tích cực hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhưng với quá trình sản xuất hoàn toàn được đặt ở trong nước, việc này sẽ giúp chúng tôi kết nối mạnh mẽ hơn. Về tầm nhìn của chính sách Ấn Độ tự cường lần này sẽ dựa trên 5 trụ cột chính bao gồm kinh tế, cơ sở hạ tầng, công nghệ, nhân khẩu học, vì chúng tôi là một nước lớn với dân số rất đông đảo và nhu cầu tiêu thụ cao. Và cuối cùng là đáp ứng nhu cầu trong nước dựa trên cơ sở chúng tôi có số lượng người dân lớn.
Đây là năm trụ cột để hiện thực hóa chính sách Ấn Độ tự cường. Thủ tướng chúng tôi cũng nêu ra tầm nhìn về sự phục hồi của Ấn Độ, xác định yếu tố dẫn dắt sự phục hồi toàn cầu sau đại dịch COVID-19, đánh giá dựa trên độ rộng lớn của Ấn Độ, năng lực sản xuất và khát vọng của đất nước chúng tôi. Tôi nghĩ rằng sự phát triển kinh tế của Ấn Độ sẽ là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Được biết trên toàn cầu, rất nhiều nước đang nỗ lực nghiên cứu và thử nghiệm vaccine phòng COVID-19. Vậy đại sứ có thể chia sẻ về các nghiên cứu vaccine của Ấn Độ được không ạ? Thực ra, Ấn Độ thường được biết đến như là nhà thuốc của thế giới. Chúng tôi là quốc gia sản xuất vaccine lớn nhất trên thế giới. Hơn 60% các loại vaccine trên thế giới đều được sản xuất tại Ấn Độ. Với khả năng sản xuất vaccine của chúng tôi, thì có thể nói rằng, mặc nhiên chúng tôi sẽ ở vị trí đầu tiên trong số các nước được thụ hưởng đầu tiên. Không hẳn như vậy, mà là nhà cung cấp cho thế giới. Chúng tôi không chỉ sản xuất và phát triển vaccine của chúng tôi, mà còn sản xuất vaccine cho các nhà phát triển vaccine khác nữa. Hiện tại ở Ấn Độ, chúng tôi đang phát triển hai loại vaccine và đang ở giai đoạn thử nghiệm trên người và các phản hồi cho thấy dấu hiệu rất tích cực. Một trong số những cơ sở sản xuất vaccine lớn nhất của nước tôi hiện nay đã nhận được hợp đồng sản xuất vaccine cho những nhà phát triển vaccine tới từ nước khác. Có thể kể đến như nhà phát triển vaccine của Anh hiện đang làm việc rất chặt chẽ với các nhà sản xuất của Ấn Độ để sản xuất vaccine. Trong hội nghị trực tuyến với Hội đồng Liên Hợp Quốc vừa qua, Thủ tướng của chúng tôi đã khẳng định với thế giới rằng Ấn Độ sẽ hỗ trợ cả nhân loại chống lại đại dịch COVID-19 bằng cách phát triển và sản xuất vaccine để chống lại loại virus này. Do đó, đây là lĩnh vực vô cùng quan trọng của chúng tôi, với trọng trách là nước tiên phong trong lĩnh vực này trên toàn cầu. Là đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ông có thể cho biết đại dịch COVID-19 đã tác động như thế nào đến quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ? Tôi phải nói rằng đại dịch COVID-19 lần này đã làm gián đoạn thương mại giữa hai nước, sụt giảm giao thương giữa hai nước do ảnh hưởng của đại dịch hiện ở mức 15-20%. Nhưng tôi có thể nói rằng chúng ta đang dần vượt qua sự ảnh hưởng của đại dịch này và các hoạt động kinh tế và giao thương giữa hai nước đang dần khôi phục trở lại. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bất chấp sự gián đoạn, đại dịch này cũng mang lại một số cơ hội. Sở dĩ tôi nói như vậy bởi vì đại dịch COVID-19 đã làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại về cách chúng ta vận hành doanh nghiệp, cách mà chúng ta kết nối trước khi đại dịch bùng phát, và đây cũng là cơ hội để chúng ta có thêm đối tác, đồng minh. Ví dụ như hiện tại, cả Ấn Độ và Việt Nam đều đang gặp phải sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, và như vậy thì hai nước chúng ta có thể kết nối với nhau để tìm được những doanh nghiệp cung ứng phù hợp ở cả hai nước. Tôi nghĩ rằng đây là tầm nhìn bao quát hơn về hoạt động giao thương giữa hai nước trong thời kỳ này. Chúng ta đã có những cuộc họp trực tuyến giữa các phòng thương mại của Việt Nam và Ấn Độ. Đây là tầm nhìn rộng hơn về trao đổi thương mại giữa hai nước mà chúng tôi đang thúc đẩy các doanh nghiệp thay đổi theo hướng đó. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang đa dạng hóa các chuỗi cung ứng trong trường hợp đại dịch có thể bùng phát một lần nữa thì cũng sẽ không gây gián đoạn các hoạt động liên kết và giao thương. Và để tạo ra được những chuỗi cung ứng và mối liên kết này thì phải dựa trên sự tin tưởng, chứ không chỉ mỗi kinh nghiệm kinh doanh. Đây là những biện pháp mà hiện tại chúng tôi đang thực hiện để vực dậy và phát triển nền kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Trong suốt giai đoạn đại dịch, hai nước đã hỗ trợ nhau như thế nào, thưa đại sứ? Hai nước vẫn luôn giữ liên lạc với nhau ở mức cao nhất. Thủ tướng hai nước đã có cuộc điện đàm trong tháng 4 vừa qua để trao đổi về các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19. Lần gần đây nhất là vào tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã tổ chức hội nghị trực tuyến hàng năm để thảo luận về các vấn đề chính trị. Đây là cơ hội để hai nước có thể hợp tác trong tương lai hậu đại dịch COVID-19. Đồng thời, việc trao đổi sẽ có rất quan trọng trong việc học hỏi xem nước bạn đang ứng phó với tình hình dịch bệnh như thế nào. Những tham vấn đó đều rất hữu ích trong việc chống lại đại dịch này. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng hai nước cũng có mối quan hệ rất ổn định trong lĩnh vực y tế. Như tôi đã nói với bạn trước đó, Ấn Độ là nhà thuốc của thế giới, và chúng tôi đã kết nối và cung cấp thuốc cho hơn 150 quốc gia trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Dĩ nhiên là chúng tôi vẫn chưa có vaccine để chống lại virus SARS-CoV-2, nhưng đây là những loại thuốc có thể làm dịu các triệu chứng của dịch bệnh này. Và việc cung ứng thuốc cho Việt Nam trong thời gian vừa qua vẫn được duy trì ổn định. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Việt Nam vì đã giúp đỡ Hội Chữ Thập Đỏ của Ấn Độ bằng cách gửi khẩu trang cho chúng tôi. Đây là một cử chỉ rất thiện chí và thân thiện của Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng liên kết trong việc chia sẻ các biện pháp chống dịch tốt nhất. Có thể kể đến như việc bộ phận quân y nước chúng tôi đã có cuộc trao đổi trực tuyến với nước bạn để chia sẻ về việc làm thế nào để lực lượng quân đội có thể ứng phó với dịch bệnh, những biện pháp y tế nào đã được áp dụng. Thêm vào đó, Ấn Độ cũng đã tổ chức các chương trình trực tuyến và đã mời Việt Nam tham gia, ví dụ như khóa học nâng cao năng lực trị an thời kỳ đại dịch, mà trong đó có sự tham gia của Bộ Công an Việt Nam. Có rất nhiều cách để hai nước chúng ta có thể giữ được sự liên kết, bất chấp khó khăn trong việc đi lại giữa hai nước do dịch bệnh. Chúng ta đã ứng dụng công nghệ tối tân nhất có thể để giữ liên lạc thông qua nền tảng trực tuyến. Và tôi phải nói rằng, trên một phương diện nào đó, thì hai nước chúng ta đã có những sự học hỏi lẫn nhau trong việc chống lại đại dịch này.
Cảm ơn đại sứ đã chia sẻ thông tin rất chi tiết. Một lần nữa cảm ơn ông đã tới trường quay VITV. Cảm ơn rất nhiều vì đã mời tôi. Thông qua những chia sẻ cụ thể của đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, hy vọng rằng quý vị đã hình dung được một bức tranh toàn cảnh về đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.